Đây, thưa các bạn, hôm nay là ngày 31 tháng 12 2004. Trận mưa bão tuyết đã xảy ra Long Công để tạm biệt năm Giáp Ngọ, chào mừng năm 2015 đến sân vận động Cúc Min Ung Tông Trang. Hàng ngày chúng tôi vẫn mang những trái bóng ra đây tập luyện, bây giờ trở thành sân tuyết băng, nhìn trắng xóa, rất là đẹp. Động lấy chưa? Em ra vẽ cái gì em ghi ủi đẹp thế nhỉ, vào lạnh quá lớp mùa chua nhìn mặt lên em ủy đẹp chứ. Thôi ok, để anh chụp. Nhanh lên.